Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Đảo Rồng, hay các bạn có thể gọi là Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái tập này thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn đó. Và ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo nào. Và trước khi đến với tập tiếp theo là mình sẽ thông báo cho các bạn một cái thông tin cực kỳ bổ ích và thú vị. Vì thế mà nếu các bạn mà cảm thấy cái thông tin trong cái tập này nó bổ ích và thú vị thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like nhá. Và đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ cho mình. Các bạn hãy ấn nút vào nút đăng ký cho mình nha. Nếu bạn nào chưa ấn nút đăng ký thì hãy ấn nút đăng ký và nhớ ấn rung chuông để có thể nhận video mới nhất của mình. Ok. Rồi, thì hôm nay thì chúng ta có gì đây? Rồi, chúng ta không có gì mới hết. Tuy nhiên là mình đã tham khảo được ở trên mạng, đó chính là cách để lai ra một con rồng huyền thoại. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lai một con rồng huyền thoại. Thì không biết nó có đúng hay không, tuy nhiên là nếu mà đúng ấy thì mình đang lai hai con này và nó mất tới 2 ngày 12 tiếng lận, thì mình hy vọng nó sẽ là một con rồng huyền thoại. Đây là một con rồng huyền thoại ở trên đảo đấy, chắc mình không chắc chắn 100% nó là rồng huyền thoại. Tuy nhiên là cái cơ hội nó ra tổng huyền thoại rất là cao. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bảng like ra dòng huyền thoại như thế nào nha. Ok, đây, giới thiệu các bạn. Đây là cách để like ra con Apocalypse Dragon Quicked Bay. Đấy, đây bay ông này này. Thì chúng ta có rất nhiều cách này. Cách thứ nhất là chúng ta like con Twin với con Red này. Thì chúng ta sẽ có 15% là ra cái con đấy. Thì đây là cái gọi là cái cấp của những cái con đối tác với nhau này. Đấy, cấp 4 tới 9 là khi lai hai con này đấy, từ cấp 4 tới cấp 9 thì nó sẽ có 15% là ra cái con rồng huyền thoại này và nó sẽ mất 45 tiếng để breed. Đó. Hai cái con này, đây, Abyss và Carnival đây. Đấy, đây là những cái công thức nó kia nhá. Thì bên cái đầu tiên đây chính là cái thời gian để nó breed, nghĩa là thời gian để nó giao phối. Còn đây là cái level của hai con cần thiết và cái dưới cùng thì mình không biết. Đó. Thì đây có rất nhiều cách để like này, bạn thấy này. Đó. Nhưng mà cái cách like dễ nhất của mình ấy, hiện tại mà mình đang có ấy, là cái tay dễ nhất của mình, đó chính là mình like cái con Co-Star và Vampire. Nghĩa là mình like hai con này này. Đấy, thời gian sẽ là 70 tiếng 28 phút và cấp của hai con này là từ 10 tới 14. Tuy nhiên ấy, là mình chỉ mất có 60 tiếng thôi các bạn ạ. Mình không chắc chắn là mình sẽ like ra một con Legendary chính xác là nó. Tuy nhiên là mình like tới tận 2 ngày thì mình nghĩ là chắc là sẽ nó sẽ ra một cái con Legendary đấy các bạn. Ở đây có rất là nhiều cách để like ở đấy. Càng về sau thì nó sẽ có càng nhiều phần trăm để like ra hơn. Tuy nhiên là mình thấy là chỉ cần một lần thôi được rồi. Để mình xem là nếu trong cái đống này thì mình cũng chả có thêm con gì để có thể like ra được cái công thức này. Mình có thể dùng cái con Black Knight này, tuy nhiên là mình đã like được rồi, cho nên là like con đấy chủ yếu là chúng ta cần cái con Abyss này. Nếu chúng ta có Abyss thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái công thức để like ra và nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Ok rồi, đấy là cách để like ra cái con rồng huyền thoại đó. Thì nếu các bạn cảm thấy hứng thú và cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập này nào. Thì bây giờ mình sẽ cho nó ra luôn cho nóng các bạn ạ. Đây. Mình sẽ... Thì mình đã phải like thử mấy lần rồi nó mới ra đó các bạn. Thì đây là cái con... Đây, mình sẽ cho con này ra nhé. Dandelion Dragon. Mình sẽ bỏ... Ô, con rồng này mình có rồi thì phải. Mình sẽ cho chúng nó hết vào trong đây. Bây giờ mình có một cái ổ để chứa rồng đấy các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem nó có ra huyền thoại hay không nha. Hay chỉ là tin đồn thôi. Đây mình lái con Vampire này với con Costa này. Bây giờ mình sẽ speed cho đấy. Mất tới 14 game lận. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên đây xem. Mình phải ấn vào cái trái tim. Ấn. Đó, đây chính là con rồng huyền thoại Legendary đó. Lần đầu tiên đây là con Legendary đầu tiên mình lai ra được. Rồi, mình sẽ đó. Giới thiệu các bạn, đây là một con rồng Legendary 4 hệ. Và mình đang rất là cần nó vào thời điểm hiện tại. Tại vì sao mình lại cần nó? Bởi vì ngay sau đây là mình sẽ cho các bạn biết tại vì sao mình lại cần cái con Legendary này vào thời điểm này. Có đẹp chưa?
nó có cái lỗ đít, à nhầm, cái vòng, con này tập lắc vòng các bạn ạ, con rồng lắc vòng đó. Tại vì sao mình lại cần cái con này vào thời điểm hiện tại? Bởi vì thứ nhất đấy là tại con này nó không có cái hệ pu hay là hệ thuần khiết đấy, vì thế mà hiện tại nó rất là cần thiết. Tại vì sao? Bây giờ các bạn hãy vào trong cái phần phần rank mà xem. Đấy, hiện tại là mình không được sử dụng những cái con mà nó có hệ thuần khiết. Mình đã đến hệ điện, mình đã đến cái rank điện rồi. Mình sẽ không được sử dụng một số con rồng hệ thuần khiết nữa. Nó cấm hệ thuần khiết đây nè. Vì thế mà những con heroic cũng như là những cái con legendary của mình chủ yếu chúng nó là hệ thuần khiết. Vì thế mà mình sẽ không thể leo được cái rank này nếu như mà mình không có một cái con legendary kia. Không có một con legendary 4 hệ mà nó mạnh một tí, chứ con bò này mình không thích lắm. Nhiều bạn nói là con này nó mạnh lắm, tuy nhiên là mình không thích nó thôi. Căn bản là bản thân mình không thích nó lắm. Với cả các bạn nhìn skill này, có 650 à. Với cả là tập trước ấy, mình có so sánh hai con heroic với nhau thì mình đưa ra cái ý kiến của mình là con này này, cái con Seamus này nó mạnh hơn cái con chip bò hắt. Là bây giờ mình sẽ đưa ra bằng chứng nhé, bởi vì tập trước là nhiều bạn vẫn chưa khâm phục lắm. Nên là hôm nay mình sẽ đưa ra bằng chứng là thế này. Đầu tiên ấy là tất cả các con heroic thì máu với lại điểm tấn công chúng nó đều ngang nhau mỗi khi lên được cái cấp và cái sao đó. Nếu bây giờ mà con hai con này đi, nó cùng lên cấp 3, đây bây giờ mình con chip bò hát này đi. Đấy, ví dụ bây giờ cả con chip bò hát lẫn con cái chip bò hát này lẫn con Seamus kia đều lên cấp 22 và được một sao bạc thì máu của chúng nó sẽ là 27.456 và đam của chúng nó sẽ là 4.889. Đó, thì chắc chắn là cái này của chúng nó sẽ bằng nhau này. Đó rồi, tiếp theo là chúng ta bây giờ muốn xét cái nào mạnh hơn ấy thì chúng ta phải xét cái này. Đây là xét ở cái phần attack ở dưới này, có nghĩa là những cái skill của nó đấy. Thì bạn có thể thấy là những cái skill của con Chip Hat nó sẽ gà hơn những cái skill của con Seamus. Vì thế là mình sẽ chọn con Seamus. Và các bạn nói là nếu như nó khác nhau ấy thì cũng không đúng, bởi vì cái đầu của nó đấy đều là hệ thuần khiết hết. Vì thế mà những con hai con này với con Seamus nó sẽ không khác nhau. Nếu mà cho con này với con Seamus đánh nhau thì mình sẽ đặt cược nhiều hơn vào con Seamus, bởi vì chiêu nó mạnh hơn. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Còn bạn nào có lý lẽ gì nữa thì cũng có thể nói ra để chúng ta cùng tham khảo với nhau. Ok, mình có thể update thêm cái này này. Mình cần 100 điểm thiên đường các bạn ạ. Tuy nhiên mình chưa có điểm thiên đường. Thì tập trước mình đã lên được cái set ấy, cho nên bây giờ mình có thể mở rộng. Mình có thể dùng cái điểm đó, điểm set để mình mở rộng cái khu set lên. Tuy nhiên là mình thấy nó cũng không cần thiết lắm các bạn ạ. À không phải là không cần thiết, nhưng mà mình chưa có đủ, mình hết chỗ để mở rộng rồi. Mình chỉ có mình chỉ có một chỗ thôi. Hình như mình chỉ có 1-2 cái start set thôi sao đấy. Mình nhớ là mình xây 2-3 chỗ mà ta. Bây giờ thì nó chỉ có một chỗ thôi. Mình có thể update đây nè. Đó. Mất 8 tiếng để update. Mình nhớ mình có 2 chỗ mà ta. Hình như ở trên đây có một chỗ nữa. Đây. Đó. Update luôn. Update thì chúng ta sẽ nhận được nhiều vàng hơn nhờ cái việc update đấy. Vì thế mà các bạn đừng ngại ngùng mà không update nhé, cứ có điểm là update. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào shop để xem hôm nay có con rồng legendary nào mới hay không. Đấy thì hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách để like ra một con rồng huyền thoại. Các bạn nhớ bỏ lại cho mình một like nhé. Bây giờ mới biết là những cái con hệ thuần khiết lên tới đây nó không dùng được. Vì thế mình cũng chả muốn mua mấy cái con legend trong đây, bởi vì nó cũng chả dùng được các bạn ạ. Chả dùng được ở cái rank này. Và biết là sẽ có một rank nữa nó cấm mấy con rồng heroic nữa cơ. Đây về mình sẽ phải luyện cấp cho cái con này. Thật là khổ quá đi. Biết là mình phải không đánh những con rồng hệ thuần khiết. Nếu mà biết vậy sớm thì mình sẽ không luyện con Damit với con Ray đâu. Con này nó nhìn nó, con này nhìn khá là, mình không biết phải nói như nào. Nhìn nó khá là gầy. Và mình sẽ đặt tên cho nó là Randy Orton. Đậu Randy Orton. Đây là con Randy Orton với tuyệt chiêu RKO. Các bạn thấy đặt cái tên vậy là hợp lý không? Bởi vì mình chưa đặt những cái tên ở trong WWE thôi. Hay là cái đặt cái thằng gì nó có chiêu Superman gì á, Superman Punk à? Đúng rồi, cái thằng đấy mình quên tên rồi. Roman Ray gì á. Theo các bạn là mình đặt là Randy Orton hay là Roman Ray, các bạn hãy để lại cho mình một comment ở phía dưới để mình biết nha. Bây giờ chủ yếu là mình phải luyện cái con này với cả con Ngưu Ma Vương này thôi.
thì mới có thể đánh được cái xếp hạng ở trên đây. Tuy nhiên là chúng nó toàn cấp 2 mấy thôi, mình kiếm đâu ra trái cây để cho lên cấp 2 mấy này. Trời ơi, thật là mệt quá. Hiện tại mình đã có 98 trên 817. Ủa, nó lại có thêm rồng nữa các bạn ạ. Nó lại tăng lên, hồi trước là cái gì, 793. Nó tăng một phát mấy chục con rồng luôn, vãi thật. Nó tăng một phát 14 con rồng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục. Ủa cái gì đấy, có nhiều thứ lạ quá à. Có một con rồng epic ở đây này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi trong thành phố các bạn ạ. Mình có 1500 nè. Một con nhiệm vụ nó là chỉ được ấn vào và đi thôi, mình không có quyền rẽ trái rẽ phải các bạn ạ. Rồi, mình đã có một con đầu tiên. Rồi, mình đã xong một con nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ đi con thứ hai. Mình chắc chắn là sẽ không kịp cái event này rồi, tuy nhiên là cứ đi thôi. Mình cũng muốn lấy con robot người máy nữa. Con người máy này khá là xịn đấy. Mình thấy nó khá là mạnh. Bản thân mình nghĩ là nó khá là mạnh. Hình như con người máy này là con mới hay sao đó các bạn. Đúng rồi, mình sẽ lấy con này trước, bởi vì chắc chắn là mình sẽ phải sở hữu một con mới. Yes, mình đã mở khóa được con này này. Bây giờ mình vẫn chưa muốn giải cứu con này, để giải cứu nó sau đi. Ok. Ô, được thêm 200 nữa nè. Let's go. Một gem nữa. Một cái chìa khóa màu xanh. À, rồi lại có thể mở khóa cứu được con này nữa. Mình có thể cứu được hai con này, tuy nhiên mình chưa cứu. Kệ chứ nữa. Mình muốn lấy con rồng này trước. Eww. Hai kia cứu sau các bạn. Không cần phải vội. Một bước đi là tới tận 100 lận. Kinh quá. Đúng là càng ngày càng tốn các bạn. Ôi sao cái này kiếm mấy cái cục ọp mà kiếm được nhiều ấy nhỉ. Trái cây. Đúng thưa mình đang cần. Ui con này nhìn đẹp thế. Con này nó có hào quang quanh người nè. Con này hình như cũng là con rồng mới. Đúng không ta, nó có chữ new không? Đúng rồi, con rồng mới nó có chữ new nè. Những con rồng mới nó sẽ có chữ new. Được đấy, mình sẽ tập trung lấy mấy con new trước các bạn ạ. Còn mấy con cũ rồi thì chắc là về sau cũng lấy cái nào cũng được. Nhưng mà mấy con mới lúc nào nó cũng tuyệt vời hơn. Nó cũng là một cái sự gì đó rất là mới mẻ. Và chắc chắn là sẽ có nhiều bạn rất là thích đúng không? Hi hi. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh. Ờ, trong đây nó còn thừa một chỗ nè. Mình sẽ cho hai con này ra. Hai con này ra. Lại được một cái con rồng lông lá kia. Đâu nhỉ? Nó đâu nhỉ? Con rồng lông lá để mình cho các bạn xem. Nó bay bay quanh đây nè. Một con rồng rất là xấu. Giống như kiểu là có đấy. Và sao bây giờ? À đây. Ủa sao bây giờ mình không thấy nữa ta? Mình thấy là lờn vờn đây mấy ngày hôm nay mình. Đây, con đây này. Nó chỉ là cái con này này. Đấy. Bán luôn. Ok. Bởi trong đây mình có đấy, cho nên mình bán nó luôn. Đây mình có rất là nhiều rồng. À, mình cho nó ra nhỉ. Gì là? Đó, cho đây. Cho đây. Ủa? Ủa không được kinh nghiệm với tiền các bạn ơi, tôi chết. No, vậy là lúc mà mình cho nó vào trong cái nhà chứa thì mình sẽ không được kinh nghiệm với tiền các bạn ạ. Không ổn rồi. Lên tập 7 thôi. Ok. Chỉ cho đẹp vậy thôi. Giờ chúng ta sẽ đánh ở đây tiếp. Rồi. Xem hôm nay chúng ta cả. Rồng đồ thế. Ui dồi. Mình thích cái con ở giữa. Ba con rồng này đều. Hai con rồng này đều khỏe hết. Con rồng đầu tiên là như con rồng cờ bạc ấy. Sợ vậy. Đây chúng ta sẽ tiếp tục luyện cho chip bo hắt. Đây. Đây. Bởi vì hai con rồng kia của mình nó chưa đủ cấp độ chứ là mình chưa luyện được các bạn ạ. Ok. Đây là chiêu bi các bạn, chiêu con ong. Cửa quá. Đấy, rồng cơ bắp. Sợ, nó chỉ cần rồng thôi là mình mất máu, kinh thật. Cũng là mấy con rồng rú to. Rồng này có 4 múi à, không có 8 múi à, không có 6 múi, có 4 múi à. Tiên sứ nè. Cái đuôi nó cuốn cái bóng chảy. Ôi à, đau nha. Con rồng coco này. Đậu phộng. Láo này. Đó. Bây giờ mới thực sự là cái thời kỳ khủng hoảng của mình. Mình không thể nào leo được arena được khi mà mình sở hữu những cái con rồng như vậy. Mình buồn quá các bạn ơi. Bây giờ mình phải làm thế nào để
giải quyết mọi chuyện thôi. Chắc là mình sẽ mở rộng cái này này các bạn. Mắc thế nhỉ? Rất là mắc. Bởi mỗi lần mở rộng là tốn tới 272 lận. Rồi, mình đã mở rộng xong cái đảo này. Bây giờ mình xem cái đảo này thì mở rộng thì tốn bao nhiêu? 100. À, hình như là do nó chưa có cái đợt giảm giá. Mình chết rồi, mình ngơ rồi. Lẽ ra mình phải đợi có đợt giảm giá rồi mình bắt đầu mình làm các bạn ạ. Tuy nhiên là mình chưa đợi có đợt giảm giá, mình đã làm rồi. Vì thế mà nó hơi mắc tiền một chút. Mình hết 8 triệu vàng trong một cái tích tắc thôi. Sau khi mình trồng cây mình có thể kiếm được 8 triệu vàng đó. Mà thôi kệ đi. Mình sẽ cố xây thêm mấy cái habitat đây để kiếm thêm tiền các bạn ạ. À cái này này, cái trụ này, à cái này xong rồi nè. Cái tháp này xong rồi, mình có thể ấn vào đây để tăng cho nó máu cũng như là sức tấn công. Tuy nhiên là hiện tại mình chưa cần, cho nên là mình cũng đây mình sẽ cho này bọn này đi lấy kinh tiếp. Cái chỗ này cũng sắp xong rồi. Xem nào, nó còn 4 chỗ nữa cơ. Thì là mình cũng có thể tính là sắp xong rồi. Ok, mình cho 4 con này đi. Rồi, chỗ này. Chỗ cuối cùng này mình cũng bắt đầu đi cho đi rồi coi. Mình phải tập trung cho đi nhanh cho nó xong hết đi các bạn ạ. Mấy con rồng thuần khiết này hiện tại là bây giờ mình không cần lắm. Cho những con rồng nào mà nó hệ thuần khiết thì mình phải cho đi hết. Trừ một số con rồng mà mình cần như kiểu con Dermit ấy. Con Dermit thì bây giờ mình vẫn đang cần để đi đánh một số thứ. À, lẽ ra mình nên cho đi luôn các bạn ạ. Bởi vì nó cũng không cần thiết nữa đâu. Mình sẽ bút vàng lên. Ok. Mình sẽ bút thử đam lên để xem nó thế nào nhá. Và mình sẽ đi đánh đánh thử trong cái language. Ok. Let's go. Ý. Mình có 59 phút để tăng này. Mỗi mình đánh xếp hạng thì mình cũng phải tăng thôi các bạn ạ. Không là cũng mệt lắm ấy. Đây mình cho hai con này ra trận. Cho hai con legendary ngơ này. Thực sự là mình có đặt có quá nhiều tình cảm mà hai con rồng legendary đầu tiên của mình, cho nên là mấy con này mình không thích lắm. Thế chứ những cái con legendary của mình đã gắn bó quá nhiều, đầu tiên con Dermit với cả con kia rồi. Thật là tiếc. Bây giờ mình phải luyện thêm hai con legendary khác này các bạn. Khổ thế chứ. Mình không biết là lên trên đây là nó sẽ như thế này. Đau đớn lòng. Chết ngay. Có con rồng Heroic nào mà nó không cần sử dụng cái này không các bạn? Con rồng Heroic nào nó không cần, nó không có hệ pua này không? Mình không biết có con rồng Heroic nào nó không có sử dụng cái hệ pua rồi nhá. Bởi vì mình rất là muốn có một con Heroic như thế để đi cái arena hiện tại. Thế bây giờ mình đi arena này mình cũng chỉ có luyện cho một con rồng thôi. Và mình sẽ tập trung luyện cho cái con rồng này này. Con rồng Radiantern mình mới mua rồi. À mình mới xây dựng được rồi này. Bởi vì bây giờ mình luyện hai con nó rất là tốn thời gian, nó rất là phí tiền đấy. Nên thôi mình luyện một con thôi. Luyện hai con nó rất là mất thời gian. Không những mất thời gian lại còn mất tiền nữa các bạn. Thế clip. À, cũng đấy. Mình được bút thêm đam với cả là máu thì đi nó sẽ dễ hơn đây này. Rồng bài bạc. Rồng bài bạc. Mới nói xong. Cờ bạc là bác thằng bần. Một bé. Bé này hệ R đúng không? Mấy con R hệ 3 chiêu là rất là mạnh nhá. Mốt mình phải luyện mấy con R hệ 3 chiêu nữa để đi đánh ở cái chỗ. Đánh ở cái tháp. À đánh ở cái tầng kim loại các bạn ạ. Muốn lên tầng kim loại là chỉ dùng mấy con, được dùng mấy con hệ R thôi. Tất cả hệ C thôi. Mà nếu chỉ được dùng hệ R với hệ C thì tội quá, thì mình phải dùng hệ C đúng không các bạn? Cứ hệ R mà khoang thôi. Rồi đến lúc mà mình có được mấy con này thì mình lại không được sử dụng ở trong đấu trường. Hình như ở sau mình cũng không được sử dụng Heroic nữa cơ. Khổ thế chứ. Không sử dụng Heroic thì mình có 3 con Legendary 3 sao. Đúng rồi. Ờ sao mình không nghĩ ra ta? Nếu bây giờ mình luyện thêm một cái con này nữa, một con Heroic, một con Legendary này nữa thì mình sẽ có thêm một con Legendary 3 sao. Và lên trên cao, lên trên hệ băng thì mình sẽ được sử dụng thêm một con Legendary 3 sao nữa. Là mình sẽ có 3 con Legendary 3 sao. Và mình đánh ở trên đấy rất là dễ. Ồ hô. Bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Kha 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 kha. Đây mình sẽ bắt đầu luyện con Legendary này luôn.
Bởi vì hình như là nếu bây giờ bắt đầu đi lên trên là Triple H là chúng ta coi như là vứt đi rồi các bạn ạ. Theo như mình à, đúng rồi, Triple H của mình lên trên là không được đánh nữa rồi, đúng không ta? Thì Triple H của mình lên trên một chút nữa là sẽ không được đánh nữa. Lên trên rank cao là hết được đánh rồi. Rank tiếp theo là rank băng đúng không? Có rank ánh sáng ta, để một chút nữa mình ra mình xem nhá. Thì có một số bạn nói là ở một rank thì mình sẽ không được sử dụng heroic. Thì chắc chắn là rank ở trên thì mình sẽ không được sử dụng heroic rồi đấy. Và rank kim loại chúng ta sẽ không được sử dụng heroic nữa. Á xì hơi. Sorry mọi người. Một thứ chết rồi. Vì thế mà nếu như chúng ta không được sử dụng heroic nữa thì ồ, vậy là những cái con như con chip bò hát này chắc là về sau cũng không cần thiết đâu. Nó chỉ dùng để đánh mấy cái lan quỳt cho vui thôi các bạn ạ. Ồ, vậy là mình lẽ ra mình không nên tốn quá nhiều tiền vào con chip bò hát. Bây giờ nghĩ lại thì mình cũng cảm thấy là khá là buồn cười. Đây, hiện tại chúng ta đã có mặt ở rank điện rồi. Chúng ta sẽ đến vào arena xem nhé. Đây, sau đó chúng ta sẽ tới băng và cuối cùng là tới metal. Thì mình nghe đồn ở trên cái rank này chúng ta sẽ không được sử dụng dòng heroic các bạn ạ. Và trên đây cũng thế. Vậy là từ bây giờ có phải là từ bây giờ là chúng ta sẽ không được xài heroic nữa không? No, vậy là từ bây giờ chúng ta sẽ không được xài heroic nữa rồi. Và như là thầy biết ấy, là bây giờ thì mình lên luyện mấy con legendary. Một con legendary để mình đi ở cái này. Và ba con legendary để đi ở trên băng. Và luyện với con R đi ở trên đây. Đó. Bây giờ chúng ta phải đưa ra một chiến lược cụ thể và hợp lý các bạn ạ. Vì thế bây giờ là những mình sẽ không luyện cho mấy con heroic nữa. Mình sẽ tập trung luyện cho mấy con dòng legendary trước. Sau đó mình sẽ luyện mấy con R. Bởi vì mấy con heroic hình như là nó xong việc của nó rồi. Đúng lúc mình nhận được thì chúng nó lại không có việc. Chúng nó lại hết việc luôn. Thế chứ. Đây mình sẽ luyện con này lên 3 sao vàng. Thì mốt nó sẽ kết hợp với cả là... Kết hợp với ai ta? Kết hợp với cả là Ray với cả là The Mid. Là chúng nó sẽ tạo thành một bộ 3. Và sẽ đi làm được những cái điều tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đi live dòng linh tinh thôi. Bây giờ mình cũng không có gì để làm ấy. Cho nên là mình cứ live vừa vừa đi. Hên xui thì ra được con dòng huyền thoại, không hên xui thôi. Ok. Ủa cái này cũng update nữa. Update là sao? Update thì à nó sẽ tăng top grid thêm 20% thôi mà mình phải tốn mất 150 game. Wow. 20% thì đâu có nhiều đâu ta. À bây giờ mình sẽ xem trong cái dòng cái này. Mình quên mất là mình phải xem ở trong đây. Là chỗ nào mình gần xong mình phải like cho nó xong đi. Đây chỗ này là 7/10, mình còn 3 con nữa này. Mình phải xem mình thiếu những con gì để mình like. Đây mình cần like một con hệ sét với một con hệ lửa. Mình sẽ like một con hệ đất với một con hệ băng. Con hệ nước và một con hệ băng. Mình sẽ like một con hệ sét với một con hệ lửa nhá. Con hệ sấm sét hay con hệ lửa? Ồ, mình quên mất con sấm sét mình bán mất rồi. Sorry, mình bán mất con sấm sét rồi. Để từ từ like sau. Rồi bây giờ mình sẽ xem tiếp. Mình sẽ like một con... Ồ, nếu mình chiến thắng mình sẽ được một con rồng khá là đẹp. Adamilum gì á. Nhìn khá là chất. Mình sẽ like một con rồng hệ đất và một con rồng hệ băng. Ok. Con rồng hệ đất mình cũng bán rồi. Tuy nhiên mình có con rồng hai hệ đất. Hai hệ đất thì cũng như vậy thôi các bạn. Con rồng hệ đất và con rồng hệ băng. Đấy. Đợi một chút. Nhiều rồng hệ đất thế này. Đây. Ô con này đi mất rồi. Zone. Buồn quá. Bây giờ mình chỉ còn một cách. Cuối cùng nó chỉ là like một con hệ nước và một con hệ băng thôi. Có mấy con nước mình còn nữa cơ. Mình bán mấy con rồng thần chủng đầu tiên đi rồi. Bởi mấy con đấy nó phế vãi cả ra. Chật đất lắm. Đây một dòng hệ nước và một con dòng hệ băng đây. Dòng hệ băng của mình không biết còn không cơ. Giờ cẩn thận đấy. Đấy. Ủa băng băng đâu? What con dòng hệ băng bình thường của mình đâu ta? Băng băng đâu? What the hell? Băng băng đâu? Lại con này đi. Ủa băng băng đâu rồi? Đéo vậy. Băng băng nó hay bay ở đây đâu rồi nhở? Cái này mình bán mất rồi không ta? No, mình không nghĩ là mình sẽ làm cái điều đấy đâu. Nhưng mà hình như đúng thật các bạn ạ. Đây à? Đây không phải. Đây là con rồng băng thuần khiết.
Để mình xem nào. Rồi ok, có vẻ như khá là ổn đấy. Và ok, mình sẽ dừng cái tập này đây nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, và đừng quên chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.